Chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một số món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao. Sau đây em đi vào chi tiết về em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ số điện thoại rồi em gửi hàng đến tận nhà. Trước khi thanh toán thì các bác được kiểm tra hàng xem có đúng cái mặt hàng mình đã đặt hay không, chất lượng có đúng như em nói hay không. Ưng ý thì các bác mới phải nhận hàng và thanh toán tiền các bác nhé. Thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0936525 998, Zalo là 0983525862. Ở địa chỉ của em thì em có để ở trên cái biển kia rồi. Đấy, những cái mặt hàng mà em bán ở đây toàn bộ là hàng được em tuyển chọn bên Nhật về. Hàng mới cũng có này và hàng lướt cũng có các bác nhé. Em sẽ đi vào cái món xích trước đi các bác ơi. Ở đây thì em đang có xích của Shimano. Xích này thì nó sử dụng được cho tất cả những cái bộ group 10 lít của Shimano các bác nhé. Từ Duracer, Ultegra 105 hoặc là Tiagra các bác nhé. Cái này nó 116 mắt. Thằng này thì nó bằng chốt các bác nhé. Nó khóa bằng chốt không phải, chứ nó không có khóa mở nhanh các bác nhé. Hàng chính hãng của Shimano. Cái dòng Ultegra, cái tờ giấy ở trong của nó sẽ là màu xanh đấy, đây. Xanh như này. Đấy. Còn cái hàng của Duracer thì nó sẽ là màu hồng các bác nhé. Giá là 900 một sợi các bác nhé. Hàng bảo hành trọn đời các bác là hàng chính hãng, 900 một sợi. Rồi sang bên đây thì em nó có một đôi bê đan. Đây là một đôi bê đan MKS của Nhật các bác nhé. Hàng mới, nó còn nguyên cái hộp như thế này. Đây là cái hình thức của đôi bê đan. Đôi này giá 1 triệu các bác nhé. Đây các bác này. Mới luôn. Chụp rất là mượt các bác nhé. Dòng này nó chạy bằng đá. Cái bề ngang của nó là 6,2 cm, cái chiều dài của nó là 12,5 cm các bác nhé. Đó. Màu rất là đẹp, rất mượt các bác nhé. Đó. Giá rất là mềm mại các bác chưa, 1 triệu. Cái mã này thì em sẽ đánh cái mã là mã F1 thì các bác ơi. F1 giá 1 triệu. Ở sau đây em đã có một cái clip. Đây là một cái clip của Ultegra 6007 các bác nhé. Clip này nó là clip 10. Thông số là 1225. Đây là một cái clip lướt đã qua sử dụng nhưng mà cái hình thức thì nó còn rất là mới các bác nhé. Hình thức còn rất là đẹp. Nó dùng rồi nên là ở trên cái răng của nó sẽ có những cái vết dầu mỡ, vết đen. Đấy, cái này về các bác vệ sinh đấy, cọ rửa răng bao đẹp các bác nhé. Răng lại cái thứ còn rất chi là mới luôn. Giá là 850.000. Mã này là mã F2. F7 thì nó là lít 10 các bác nhé. Các bác đang xài những cái bộ group 10 lít của Shimano và SRAM. Đấy là xài được chung với cái lít này các bác nhé. 4.700 này, 5.700, 6.700. Nói chung là cứ 10 lít là được. 850. Rồi sang bên đây em có một cái nữa này. Cái này nó cũng 6.700 luôn. Cái này thì thông số là 1128 các bác nhé. Ultegra 6.700 1128. Sản xuất tại Nhật, Japan các bác này. Đấy, cái clip này thì răng lợi cũng còn rất là đẹp nhưng mà ở trên cái răng của nó thì nó vẫn còn những cái vết dầu mỡ, vết bẩn các bác nhé, vết dơ. Những cái răng dưới này hầu như là người ta không có dùng các bác nhé. Thông số là 1128.
Cái này thì giá để các bác là 780.000. Đấy, về các bác vệ sinh cái dầu mỡ giúp cho em vậy. Dầu mỡ. Hàng em bán thì vẫn cứ là bảo hành trọn đời là chính hãng và lướt, nhưng mà bao bao nhất bao sên bao nhất bao nhảy sên. Mã này là mã F3. Các bác chốt thì cứ cho em địa chỉ em ship hàng đến nhà, các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái các bác nhé. Cực ý thì các bác cứ nhận, không thì các bác cứ trả về cho em. Những cái răng này là hầu như là người ta không dùng các bác nhé, chủ yếu là ở trên đây thôi. Đây là những cái vết bẩn thôi, đây, dầu mỡ thôi. Rồi bên đây em có một clip nữa. Đây là clip Ultegra 6008, clip này là clip 11 các bác nhé. Các bác đang sử dụng những cái bộ group 10 lít của 11 lít của Shimano và Sara là dùng được. 6008 Ultegra sản xuất tại Nhật. Clip này thông số 1128 các bác nhé. Ultegra 6008 1128, răng lợi cũng còn rất là đẹp. Cái này thì giá để các bác là 830.000. Mã này là mã F4. F4 các bác nhé. Có nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao 6008 còn đắt hơn cả 6007. Thực tế là cái thằng 6007 giờ nó không sản xuất mới nữa, mà các bác tìm được những cái clip mà nó lướt nó đẹp là nó, nói chung là bây giờ số lượng nó có nhưng mà nó không có sẵn các bác nhé. Thế còn thì các bác đang sử dụng cái bộ group 11 lít thì 6008 bây giờ nó không sản xuất mới nữa, thì các bác có thể mua giờ 8.000 các bác bỏ vào hàng mới luôn thì nó có sẵn. Đấy, nhưng mà những cái thằng ví dụ 6007 kia giờ nó không có mới, mình mua hàng lướt nhiều khi là mình cũng phải chấp nhận mua cái giá cao vì nó không sản xuất nữa. Đấy, cái số lượng nó cũng không còn nhiều. Đấy, nên là nhiều khi phải chấp nhận mua giá cao, mà cái quan trọng nhất là nó hơn nhau mấy chục nghìn nhưng mà cái hình thức của nó còn rất là mới, người ta xài ít các bác nhé. Mấy chục nghìn vẫn cứ chấp nhận mình chơi thôi, miễn sao là nó đẹp và được. Rồi bên đây em đang có một cái kính 6A, đây là một cái kính của Nhật và nó là một cái cây kính mới các bác nhé, mới luôn, 6A thương hiệu của Nhật, 6A tại Nhật luôn các bác nhé, mới đi ra ban này. Đấy, cái kính này thì các bác đi cả buổi tối được các bác nhé. Đấy, đi cả tối luôn. Các bác chờ em chút để em tháo cái dây này thôi. Cái dây này nó mắc vào đây được rồi. Đấy, thì bẻ hết nó ra như này thì đo thông số thì lấy cái chuẩn được. Cái này thì cái lọt lòng của nó, cái chỗ này nó hơi võng vào một chút nên mình đo, mình phải trừ hao đi bác nhé các bác nhé. Cái này thì cái lọt lòng của nó là khoảng 14cm, 14cm các bác nhé. Đó, em đang đeo lọt lòng 14, em đeo thử này. Đó, cái cây này thì bác nào mà đang đeo kính cái lọt lòng 14 đeo là vừa đẹp luôn. Em cũng đeo 14 và em thử với cây này là vừa đẹp luôn các bác nhé. Đó, cái mắt của nó nhìn rất là đẹp. Cái mắt kính này là đi cả buổi tối các bác nhé, đi ngày đi tối đi được hết. Cái này là 14,5cm. Cái mắt này thì nó không to và không bé các bác nhé, nó nằm ở cái tầm trung. À, cái kính này thì giá là 1.650.000, 1245. Cái này mã F5, 1.650.000. Ở bên đây em có một cây nữa, đây là một cái cây kính của Kabuto, cái này cũng thương hiệu của Nhật các bác nhé. Đấy, cây này thì nó có thêm cả cái khăn lau, có thêm cái khăn lau mắt này, và đây là cái cây kính của nó này. Đó, sách vở đây, đây là nó còn có cả một cái mắt này. Đó, cái mắt này thì chuyên đi đêm các bác nhé. Còn cái mắt này thì các bác đi ban ngày, nhưng mà cái mắt này thì khả năng là cái tầm buổi sáng các bác, trời nó sáng sáng một chút, đi đèn nó sáng là các bác đi cả buổi sáng, buổi
tầm khoảng 5 giờ sáng các bác nhé. Cây này thì giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. À đúng. Bằng cái này mã F6. F6, 1,5 triệu. Cây Kabuto. Đấy, còn đây là cái này thì các bác mắt mặt nhỏ thôi, khuôn mặt nhỏ. Dòng này thì cái size nó nhỏ. Cái này thì nó lọt lòng khoảng 13 cm. 13 cm các bác nhé. Đó. Cái này là 4 cm. 4,1 cm các bác nhé. Đó. Thì bác nào có khuôn mặt nhỏ nhỏ thôi. Nói chung là nó như ở trong cửa hàng ra các bác nhé. Nhiều khi em mua mới nhưng mà em về là có nhiều cái nó cũng không phân biệt được là mới hay cũ đấy. Nói chung là cứ đẹp, gọi là đẹp như mới đi các bác ơi, đẹp như mới đi. Cái này cầm cái tay và cầm mắt nó có cái vết bẩn. Cái mắt này thì các bác cũng dùng thoải mái, không bao giờ lo bong chóc các bác nhé. Đấy. Vì nó không phải là dòng tráng gương nên cứ dùng thoải mái các bác ơi. 1,5 triệu. Tráng gương thì nó cũng đơn giản thôi. Các bác đi về các bác nhé, cái dòng kính mà nó tráng gương ấy. Thì các bác đi về các bác rửa nước lạnh quá nhé, còn các bác phơi khô bỏ vào hộp, không bao giờ nó bị. Kinh nghiệm rồi các bác ơi. Ở sang đây em có một clip này, một clip Ultegra R8000. Nó là một cái clip lướt, nó có nguyên cái hộp các bác nhé, thông số là 1128. Đây các bác này. Nói chung là nó đẹp như mới các bác nhé. R8000 1128 các bác nhìn cái clip. Đây các bạn. Chúng ta cứ để cho nó như thế này đi, mà bảo vậy đi. Bác nào tin em thì chơi. Đây. Chúng ta nó như mới các bác nhé. Giá để các bác 1,050,000. Cái này mã F7. Cái này thì nó vừa các bác vừa chơi tốc độ này, vừa có thể leo dốc nhẹ các bác nhé. Đấy. Không phải 1128 mà không chơi được tốc độ đâu quá ơi. Các bác chơi tốc độ thì các bác đạp ở mấy cái clip bé này. Đấy. Còn thì gọi là đạp nó vừa chân thì đạp mấy clip trên đây, còn thì leo dốc nhẹ nhẹ thì ở trên đây đó. Các cái vận động viên đua chuyên nghiệp đấy các bác, bây giờ hiện tại ở cái giải Giro đấy, người ta vẫn chạy clip 1134 các bác, mà tốc độ vẫn kéo lên 60-65 bình thường, thì không có lý gì mà các bác chạy chơi 1128 mà nếu mà các bác đủ sức khỏe này đó, và có một chiếc xe có thể đủ tốt đấy, để có thể kéo được lên đến 50-60 các bác nhé. Mình có 28 kéo bình thường, chứ không phải 128 là nó nhẹ không kéo được lên đâu. Cái đấy là một cái suy nghĩ, nói chung là em thấy nó không hợp lý lắm. Tại bây giờ ở bên cái giải những cái bộ group 12 lít là người ta chơi 11, 30, 32, 34 rồi sau về rút đích đấy, người ta vẫn kéo lên 60 bình thường, không có gì đâu. Thực tế em chạy thì em cũng vẫn chạy 1128, vẫn có lúc em kéo lên đến 5, 5, 2, 5, 3. Đấy, con xe time của em đó. Còn bên đây em có một cái yên này. Đó. Đây là một chiếc yên Ben Solai. Một chiếc yên Ben Solai có những hàng chính hãng, đẹp như mới luôn. Cái này giá để các bác 1,150,000. Này mà F8 1,150,000 các bác nhé. Một chiếc em Ben Solai. Chỗ to nhất là 14,5 cm. Chiều dài là 27 cm các bác nhé. Dòng này là dòng gheo các bác nhé. Cái mút của nó sẽ êm, khá là êm. Cái gặm của nó thì cũng có vết nhưng mà nói chung là như mới các bác ơi. Vậy cho nó nhanh các bác ơi. Như mới luôn. Ben Solai. Rồi bên đây em đã có một chiếc Physics. Đây là một chiếc Physics các bác nhé. Physics. Dòng này dòng yên ngựa. Hai cái bên hông của nó sẽ ốp một cái bên nhựa như này để các bác dựa vào tường và nó không bị ảnh hưởng đến cái da này các bác nhé.
dòng này thì ngồi êm đấy, đi ngồi lâu là nó không bị mỏi quá nhé, không bị đau. Dòng này là gọng nó gọi là gọng thép không rỉ các bác ơi. Đây có logo phải qua physics này, sản xuất tại Ý các bác nhé, Under Made in Italia đây các bác này. Cái đế của nó thì em không biết nó bằng cái chất liệu gì đâu, nhưng mà em bẻ em thấy nó có độ nhún như này thì chắc nó bằng đế nhựa các bác nhé, nhựa cao cấp ấy. Chứ còn nói chung là cái giá này hơn triệu thì chắc chắn là, mà cái thương hiệu lớn như này em nghĩ là không có carbon đâu. Đấy, carbon thì chắc chắn là ngồi nó sẽ cứng, còn nhựa thì nó sẽ có đàn hồi thì ngồi nó sẽ êm các bác nhé. Đấy, hình thức thì còn quá mới luôn, rất mới các bác nhé, và giá rất là hợp lý các bác chưa, 1,2 triệu. Mã này là mã F9. Để em đo cái size này. Cái này 27 năm, chỗ to nhất là 13 năm các bác nhé, 1,2 triệu. Còn về đây em bán thanh lý cho con một đôi giày các bác nhé. Đây là một đôi giày F46 size 43. Cái đôi này bữa trước em bán 2,5 triệu, nhưng mà cái hôm vận chuyển đi là không hiểu tại sao là cái khóa nó bị kẹt các bác, nó bị kẹt dây. Thế là vào đến nơi là khách anh ấy không, cái khóa nó kẹt, cái khách không nhận. Đấy, nó kẹt dây. Đấy, cái chỗ này cái dây nó hơi bị cong cong một chút, nói chung nó không ảnh hưởng đâu, vẫn xài bình thường các bác nhé. Xài bình thường và vẫn là rất là mượt. F46 có cả can này, có cả cái miếng chống trượt. Cái này các bác lúc các bác giải lao, các bác đi trên đường, các bác ốp cái này vào đi là nó không bị trượt các bác nhé. Ví dụ các bác đi lên những cái này gạch hoa nó trơn trượt, ốp cái này vào đi nó không bị trơn, bị trượt. Đôi này thì bán thanh lý cho các bác 1,6 triệu này. Mã này là mã F10, khóa là bình thường các bác nhé, nhưng mà hôm đi vận chuyển về là nó bị hàng nó đè quá rồi. Hàng nó đè nó bẹp rúm hết cái hộp, xong là nó bị đây, nó đè không biết nó đè kiểu gì mà cái gót này nó hơi bị bong một chút đây các bác nhé. Đây đấy, cái này về ví dụ bác nào mà làm ở công ty giày da ấy đấy, thì các bác biết rồi đấy, các bác mang đến công ty các bác nhờ anh em người ta có kỹ thuật thì người ta ép các bác nhé, ép nhiệt đấy, đổ keo vào không ép nhiệt là nó lại là nhìn nó lại như zin luôn các bác ơi. Cái trước em có làm thử rồi, nhưng mà ngày xưa là có thằng cu em nó làm ở trong công ty giày da mà nó gần nhà ấy. Nó mang đến cái giày thể thao bình thường ấy, nó bị bong, nó mang đến nó đổ keo, nó ép nhiệt vào, đi cả năm sau không có vấn đề gì cả. Đấy. Và bây giờ nó nghỉ rồi nên là không có ai để nhờ, thôi bán thanh lý cho các bác nhé. Đấy. Nó còn đẹp lắm, da rẻ đẹp. Đấy, đây. Nói chung là hàng nó có sao em bán vậy, chứ bây giờ mà mang đi mà ép lại đấy, nếu mà có người quen đấy, mà làm ở công ty giày da ấy, mang vào là người ta ép đấy. Đấy, các bác không biết đâu đấy, mà thôi để vậy bán luôn các bác nhé. Size 43 đấy, cái khóa thì nó như vậy đấy, cái khóa thì lúc em gửi đi là nó bị kẹt, nhưng mà về là em rút được cái dây nó ra rồi, giờ là không vấn đề gì cả. Size 43 này 27.5 cm thì bác nào chơi khoảng 27 cm đổ lại các bác nhé. Đó, nó chỉ bị tí chỗ đấy thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Dán lại một chút là được. Cái đôi này tôi chơi em bán 2,5 triệu đấy. Cái lót này cái chỗ to nhất của nó là 8,7 cm các bác nhé, 8,7 cm. Đấy, về cơ bản thì bây giờ nó chỉ có bị một cái chỗ đấy thôi. Đây. Cái bên này thì nó không bị gì, có một cái bên kia thôi, nó da rẻ đẹp các bác nhé. Đây. Đó, cái chỗ này thì nó cọ sát vào đâu, nó có cái vết thì nó không phải là rách như thế. Nói chung là 1,6 triệu là quá rẻ đấy các bác ơi, quá mượt các bác nhé. Đây, nó lại bị kẹt dây các bác. Đấy, cái dòng này các bác cứ đi về có lưu ý là các bác lưu ý là khi mình không dùng nữa ấy, thì mình mở cái dây nó ra các bác nhé, để
để nó nhiều khi nó bị kẹt đấy. Lúc nãy này em quên lấy cái này. Rồi, 1.6 triệu. Đấy, nó kẹt thì bác cầm cái dây bác kéo ra. Đấy là bình thường thôi. 1.6 triệu các bác nhé. Và sang bên đây em có một chiếc mũ bảo hiểm. Đây là một chiếc mũ SH cộng. Chiếc này giá 23. Mã này là mã F11. F11 2.3 triệu. Đấy, đi kèm với nó có phụ kiện này các bác này. Đấy, cái miếng lót sơ cua các bác nhé. Đầy đủ đấy. Hình thức thì còn rất là đẹp. Sản xuất tại Ý. Sau nó có phản quang. Kẹt thật cậu. Triệu 3. Chỗ quay của nó là một cái miếng vải nhung các bác. Ở trong này lót của nó đây. Đấy, lót dày đặc luôn. Thật cậu. 100% sản xuất Ý các bác nhé. Cái mũ này thì nó có đúng một cái điểm trừ này. Là nó có một cái tem ở đây các bác này. Nó bình thường là nó có một cái tem sai nó dán ở đây, nhưng mà cái thằng này là bị chủ cũ người ta lột nó rồi. Đấy thì cái mũ này quá nhá, nó là size SL. Đấy, SL vòng đầu từ 55 đến 60 là độ được chiếc mũ này các bác nhá. Đấy, em đổi thử. 55 đến 60 là độ chiếc mũ này. Hình thức thì đẹp long lanh luôn. 100% sản xuất tại Ý các bác nhá. Quá đây. Các cái quai này thì siêu bền rồi. Đây. Nó không như quai của cát đấy. Quai của cát là nó hay bị bong chỗ này. Nhưng thằng này thì siêu bền rồi. Sản xuất tại Ý 100% luôn. Rồi, giá là rất là hợp lý, được 2.3 triệu. Rồi, xong bên đây thì em đang có một chiếc A-Boot này. Chiếc này của Đức. Cái chiếc này thì mã F12. Em nhập F12. Đấy, đừng ghi vào cái chỗ cái bóng. Cái này có sách vở này. Có size của hãng là size M, vòng đầu từ 54-58 các bác nhé. Cái này là của Đức. Trọng lượng 220g thì phải. Cái mũ này thì nó có một cái màu khá là đẹp. Và hình thức thì cực mới quá nhé. Đây, phản quang này. Đằng sau logo, kiểu logo của xe mẹt này. Đó. Khóa đây. Cái dòng A-Boot này thì em nhớ là ngày trước là em có bán thì em có thấy nó để là Made in Italia quá nhé. Nhưng mà cái thằng này thì em không thấy Made in. Nó là của Đức. Tem ở trong đây này. Tem bên đây này. Quá mới luôn. A-Boot thì cái đội đua Canyon các bác đang chạy những chiếc xe Canyon, người ta sử dụng cái thương hiệu mũ A-Boot này rất là nổi tiếng. Canyon thì Tour de France này hoặc là Giro Ý bây giờ nó luôn luôn là nằm ở trong top 3 này các bác. Cái dòng xe của Đức chạy rất là ngon quá nhé, Canyon đấy. Rồi, 1.8 triệu. 1.8 triệu. Vòng đầu từ 54-58 quá nhé. Đó, sách vở này đầy đủ hết. Mà đây là mã F12. Em vừa đọc thử rồi sao này. Chiếc này lấy hết ra rồi. Đó. Đấy, có
khoảng 54-58 quá nhé, có sai em ạ. Ok, độ rất là ngon quá nhé, ôm lòng sâu. Bác nào đúng cái form cái lòng của nó, độ cái chiếc mũ này cực sức, cực thích luôn, cái lòng nó sâu lắm, rất là sâu quá nhé. Mà cái mũ này đẹp như mới luôn, màu này đẹp, màu này nó trung tính thôi, thanh niên hoặc là các bác trung tuổi đều đội được hết. Và sau đây em có áo này, có một chiếc áo Merida. Cái chiếc áo này thì em mua nhầm, áo này nói nhé, cái áo này thì em sẽ tặng cho các bác. Áo này lúc nãy thì em đưa cho một thằng cu, nó là nó cao khoảng 1m38 và nó nặng 36 cân. Đấy, là nó mặc cái áo này là đẹp quá nhá. Thì nói chung là bác nào cao tầm khoảng 1m4 mà nặng tầm khoảng 35-36 cân mà cái áo này là ok. Đấy, nó là áo kiểu như là áo của học sinh các bác, nhưng mà nó là áo để đạp xe quá nhá. Merida có 3 túi đây. Áo xịn các bác nhé. Đấy, cái này tặng cho các bác để em mua là mua áo này lớn, còn đây giờ nó là áo học sinh mà là áo đạp xe. Đấy, mã này tặng. Đấy, cái này khoảng 36 cân đổ lại các bác nhé, mà cao tầm khoảng 1m38-40 gì đấy, là mà cái này ok, nó đẹp như mới luôn. Áo này là em mua là giá áo người lớn đấy, nhưng mà đây về thì nó thành ra là áo học sinh, đây là tặng lại cho các bác nhé. Mấy trăm nghìn cái áo này chứ không có rẻ đâu các bác ơi. Đấy, bác nào lấy thì em tặng luôn. Ở đây là em đã có một chiếc áo Oakley. Đây là một chiếc áo thương hiệu của Mỹ. Cái này cái nách của nó là 43. Cái chiều dài lưng thì là 67.5. Này có 3 túi luôn này. Cái áo này thì thực tế em nhìn ở ngoài thì cũng còn cực mới quá nhé. Áo màu trắng mà các nhìn nó đang trắng tỉnh tinh tinh như này, là người ta dùng rất là ít các bác nhé. Một chiếc áo Oakley thương hiệu của Mỹ, cái tem của nó. Đấy, size của Nhật là size L. Đấy, của EU là của châu Âu, của Mỹ là size M, sản xuất tại Romania. Đấy, cái áo này thì các bác tầm khoảng 70 cân các bác nhé. 70 cân. Ví dụ các bác cao khoảng 1m75-76 mà nặng khoảng 70 cân đấy. 70-71 cân, 72 cân là ok, đẹp. Như em thì em xỏ vào thì em thấy nó hơi rộng một chút, nhưng bác nào tầm khoảng 72 cân, 70-72 cân, tùy cân nặng, tùy chiều cao các bác nhé. Đấy, và mua cái áo này thì có cái cách mà đơn giản nhất để các bác mua được cái chiếc áo về mặc nó chuẩn luôn, thì các bác lấy cái áo đang mặc để các bác giải ra, bác đo giống như em thì nó sẽ chuẩn, chất vải rất là ngon các bác nhé. Đấy, màu sáng sủa cực mới, 930.000. Cái này thì mã M13. M13 930.000 quá nhé. Ở bên đây em có một chiếc áo đen sổ lai. Cái này cái nách của nó là 45. Chiều dài là 64. Nách 45 dài 64 các bác nhé. Cái áo Oakley với cái áo Bensoline này nó là dòng áo đời mới, nên là nó không có cổ các bác nhé. Mặc thì nhìn nó sẽ rất là gọn. Bensoline size M. Bensoline thì kể cả cái đôi giày đắt tiền nhất của nó S-Utup bây giờ nó cũng sản xuất ở Trung Quốc. Áo quần sản xuất 100% Trung Quốc các bác nhé. Đấy, thằng này thì chất vải rất là ngon, rất là mát các bác nhé, mềm. Và nói chung là cái độ mới của nó thì
nó mới như kiểu là vừa ở trong cửa hàng ra các bác nhé. Ba túi đây, màu này thì chắc chắn là sẽ phù hợp các bác trung và lớn tuổi rồi. Chiếc này thì giá 1 triệu. Cái áo này thì size M thì em hay bán cho các bác tầm khoảng 65-67 cân các bác nhé, 1 triệu. Này F14. Chất đây. Đó, F14. Và cuối cùng là một chiếc quần bỏ cạp. Chiếc này thì mông má còn rất là đẹp quá rồi. Đây là cái chỗ bo của mình. Quần này thì đời nó tầm trung thôi, chứ không phải đời cao. Đó, size M quá nhé. Đó. Cái này thì các bác tầm khoảng 65 cân. 65-67 cân quá nhé. Đấy, giá là 900. Này F15. 900. Bỏ cạp quá nhé. Đây, ở bên đây nó sẽ như này. Bên đây sẽ như này. Chỗ này thì nó có cái vết bẩn chút này, các bác dặn lại chứ này. Vết dầu tí tỉ chỗ này các bác nhé. Còn cái mông của nó rất đẹp. Bỉm của nó đây. Bỉm nó rất mới các bác nhé. 65-67 cân. Rồi, 900 các bác nhé. Các bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936525998, Zalo là 0983525862. Em cảm ơn các bác ủng hộ theo dõi kênh xe đạp Phong Tuyền. Chào các bác.